Như vậy cái thứ ba của chúng ta, chúng ta sẽ lấy từ nhân viên, trong nhân viên có họ tên. Giờ chúng ta sẽ lấy từ bảng nhân viên, chúng ta sẽ viết ngay ở đây luôn. Lúc nãy là thầy chạy từ cái bảng để thầy lấy câu lệnh query. Giả sử bây giờ thầy new một cái query mới và thầy chọn là select sound from nhân viên chấm phẩy thực thi. Đây, họ nhân viên, tên nhân viên để riêng. Nhìn nó hơi kỳ. Như vậy, mình sẽ lấy luôn họ tên. Vậy trong này, thầy sẽ lấy là mã nhân viên. Ví dụ như để ID nhân viên nó hơi kỳ. Rồi đến họ tên, đến địa chỉ. Như vậy mình sẽ viết lại chỗ này. Select ID. Như vậy chỗ này thầy copy ở trên này lại đi cho nó nhanh. Select from nhân viên. Chỗ này thầy sẽ ghi là ID nhân viên @ mã nhân viên. Rồi tiếp tục phẩy. Chỗ này nếu như họ nhân viên, tên nhân viên thì thầy sẽ để là concat cái gì? Mã gạch dưới họ chứ. Họ NV phẩy, chú ý chỗ này nhé, tên NV @ họ và tên. Nhìn kỹ nha. Dòng thứ hai. Cái gì ta? Nó ra cái gì? Đọc được không? Thiếu gì? Thiếu dấu cách. Cho nên mình thêm cái dấu cách ở giữa này. Nó sẽ nối ba thành phần chứ không phải là hai nữa. Họ xong rồi, một cái khoảng cách, xong rồi đến tên. Họ và tên. Được không? Và nó đã đổi thành mã nhân viên, họ và tên. Nếu cần, mình sẽ thêm dấu phẩy, đĩa, chỉ, @ địa chỉ. Được không? Cái lệnh select này của mình triển khai từ từ như vậy, các bạn thấy dễ không? Chọn cái gì ở đâu, đúng không? Chọn cái gì ở đâu, chỉ mới có vậy thôi. Có cho phép trùng nhau không? Nếu cho phép trùng nhau thì không có thêm từ khóa distinct. Còn nếu mà mình loại bỏ trùng thì mình thêm từ khóa nó vào. Như vậy là xong. Thực thi. Ghép họ và tên. Dùng từ khóa concat con mèo. Nối chuỗi lại với nhau. Học cái gì thấy cũng dễ ha. Dễ không? Quá dễ đi vậy. Rất dễ.